hai cái vòi trứng như này này nha, để nó làm nhiệm vụ bắt trứng. Em bị thai ngoài tử cung nó nằm ở đâu đây này, ở trên cái vòi. Còn cái thân người này em gọi là cái tử cung nha. Thai của em á, nó không thích nằm vào trong tử cung, nó lại chui ra ngoài, nó nằm thế này. Thế thì sao? Không có lớn lên được, thai nó nếu mà to hơn thì nó vỡ. Tại vì cái bản chất của cái vòi trứng này nó không có giãn nở được. Còn cái tử cung này này em giãn nở rất là nhiều, cả ngàn lần cơ. Thì khi mà thai ngoài tử cung em đã cắt nó một bên rồi nha, cắt nó một bên rồi thì cái cơ hội để em có bầu giảm đến 50%. Em có hình dung không? Cái này là nhiệm vụ để bắt trứng. Được chưa? Thì cắt nó rồi, quả trứng ở bên này nó lớn lên, cái bùng trứng nó khác với vòi trứng nha. Cái bùng trứng nó lớn lên, cái tháng đấy nó lớn lên ở cái bùng trứng bên phải này. Mình cắt nó cái vòi để bắt nó rồi thì cái cơ hội có thai đâu có đâu. Cái vòi trứng bên này em còn, thì cái khi nào quả trứng bên này này nó còn ấy, thì em bắt quả trứng và thụ thai. Em đã cắt một bên thì có nghĩa là cái nguy cơ, cái cơ hội em có bầu ấy nó giảm đến 50%. Rồi thì em mới nói với bác Hạnh á là 2 năm nữa em mới có bầu, nhưng bác Hạnh lại khuyên em là phải có bầu ngay. Thì lý do là em sợ mang bầu lần này ảnh hưởng đến cái vết mổ của em. Nhưng mà bác Hạnh tư vấn là vết mổ của em đó là vết mổ của thai ngoài tử cung. Đúng không? Có phải em mới mổ thai ngoài tử cung không? Mổ 5 tháng trước. Mà bác sĩ hay là phòng khám nào tư vấn cho em 2 năm? Đúng không? Có nghĩa là em không cần nói tên phòng khám. Nhưng mà bác sĩ nói thế nào? Nếu mà bây giờ mà mình có thai luôn ấy, thì cái vết mổ nó sẽ dạn ra, nó nứt vết mổ ra. Sao người ta khuyên em bao lâu nữa thì có bầu? 2 năm nữa có bầu. Đây là để chị phân tích thế này này. Bác sĩ á, là mình phải hiểu cơ chế để mình là người truyền thông và mình đưa cái thông điệp tốt đến cho người bệnh. Em đã cắt mất một bên vòi trứng rồi, có nghĩa là thai ngoài tử cung mà. Em có hình dung này này, hai cái vòi trứng như này này nha, để nó làm nhiệm vụ bắt trứng. Em bị thai ngoài tử cung nó nằm ở đâu đây này, ở trên cái vòi. Còn cái thân người này em gọi là cái tử cung nha. Thai của em á, nó không thích nằm vào trong tử cung, nó lại chui ra ngoài, nó nằm thế này. Thế thì sao? Không có lớn lên được, thai nó nếu mà to hơn thì nó vỡ. Tại vì cái bản chất của cái vòi trứng này nó không có giãn nở được. Còn cái tử cung này này em giãn nở rất là nhiều, cả ngàn lần cơ. Thì khi mà thai ngoài tử cung em đã cắt nó một bên rồi nha, cắt nó một bên rồi thì cái cơ hội để em có bầu giảm đến 50%. Em có hình dung không? Cái này là nhiệm vụ để bắt trứng. Được chưa? Thì cắt nó rồi, quả trứng ở bên này nó lớn lên, cái bùng trứng nó khác với vòi trứng nha. Cái bùng trứng nó lớn lên, cái tháng đấy nó lớn lên ở cái bùng trứng bên phải này. Mình cắt nó cái vòi để bắt nó rồi thì cái cơ hội có thai đâu có đâu. Cái vòi trứng bên này em còn, thì cái khi nào quả trứng bên này này nó còn ấy, thì em bắt quả trứng và thụ thai. Em đã cắt một bên thì có nghĩa là cái nguy cơ, cái cơ hội em có bầu ấy nó giảm đến 50%. Hình dung chưa? Thì đương nhiên tự nhiên bình thường mình thụ thai này 100%, bây giờ mình mất 50%. Thì cái cơ hội của em sẽ khó hơn người bình thường rất là nhiều rồi. Thế mà để đến tận 2 năm nữa thì quá thể là lâu. Để chị nói luôn nha, lỡ mà cái phòng khám là chị không biết phòng khám nào, chị cũng chưa hỏi em mà không cần biết cái phòng khám nào. Nhưng mà để chị phân tích thế này này, cái thai ngoài tử cung, nghe chữ ngoài không? Nó có nằm trong tử cung đâu. Ví dụ em mổ bắt con này, em mổ bóc nhân sơ này, thì cái tử cung này này nó ảnh hưởng. Thì em phải giữ gìn là 1 năm rưỡi 2 năm sau em mới có bầu. Bởi vì sự nứt vết mổ, sự ảnh hưởng đến vết mổ lần trước. Nhưng bây giờ thai ngoài tử cung là em mổ cái thai ngoài mà có ảnh hưởng gì đến cái thân thể của cái tử cung này đâu. Hình dung chưa? Do đó là nó chỉ có vết mổ nội soi nằm ngay ở cái chỗ cái mổ hở là ngay cái da thôi, cái da cái cơ của em thôi. Thì cái da cái cơ của em nó giãn nở thoải mái. Chỉ sợ nhất là vết mổ trên cái tử cung, người ta gọi là vết mổ cũ trên tử cung người ta mới tính. Cái này giống như em mổ ruột thừa thôi, y chang luôn. Đấy. Đúng rồi, tại vì người ta mổ hở là bởi vì ở đấy là cái đầy da mà. Còn cái tử cung của em ở trong bụng ấy là cái để mang thai ấy, thì người ta không động chạm đến cái đấy. Được chưa? Thì chị ví dụ giống như mổ ruột thừa ấy. Đấy, mổ thai ngoài tử cung giống như mổ ruột thừa ấy. Có nghĩa là người ta cũng rạch ra xong người ta cắt cái ruột thừa. Thế chả lẽ người ta cắt ruột thừa xong tư vấn cho em là 2 năm sau em mới có bầu à? Có đâu, đúng không? Cắt ruột thừa xong ổn định, không nhiễm trùng, không đau nữa, vết thương lành, đâu đấy khoảng 1-2 tháng là có bầu được. Cho nên cái thai ngoài tử cung này cũng thế. Tại sao chị phải tư vấn em trước? Bởi vì cái cơ hội của em có bầu giảm đi rồi. Cắt ra bên vòi trứng thôi mà. Cho nên bác sĩ Hạnh là bác sĩ chuyên về ngành sản phụ khoa. Không những là bác sĩ bình thường mà bác sĩ chuyên khoa 2 nữa. Chị đứng ở đây chị tư vấn cho em luôn, để cho em thấy rằng là cái lời nói của chị nó có trọng lượng. Không có khi nào mà mổ cắt thai ngoài tử cung mà tư vấn cho người ta 2 năm người ta mới có bầu hết đấy. lẽ ra phải tư vấn luôn. Trong vòng 6 tháng này phải nhanh chóng có bầu luôn ấy. Đấy, chưa ai bảo em đúng không? Hôm nay chị bảo. Lý do là em đã giảm mất cái cơ hội có bầu của em rồi. Đúng không? Em có phân tích từ nãy em nghe bác Hạnh nói đúng không đã? Mà chị không phải gặp em là người đầu tiên đâu. Có rất nhiều người cơ. Người ta đã bị hiếm muộn vô sinh rồi nhá. Xong là người ta đang mong con rồi nhưng người ta có thai ngoài. Xong đi điều trị, thậm chí không phải là mổ giống em. Người ta phát hiện sớm là điều trị gọi là nội khoa đấy. Thế cũng tư vấn cho người ta 2-3 năm sau mới có bầu. Chị cũng không hiểu tại sao cái cơ chế nào mà bác sĩ lại tư vấn như thế. Ở đây chị không có chê bác sĩ ở đây. Tuy nhiên thì chị nói với các em cái cơ chế cho thấy rằng là người mang thai ngoài tử cung người ta đã cắt mất một bên rồi. Thì cái cơ hội người ta có thai khó hơn người bình thường rất nhiều. Ví dụ nha, chị có 2 vòi trứng. Tháng này cái vòi trứng, cái quả trứng của chị lớn lên bên này thì cái vòi trứng này bắt. Tháng sau quả trứng của chị lớn lên bên này thì có cái vòi này bắt. Đúng không? Thì cái cơ hội của em là sao? Cái vòi này cắt mất rồi. Thế cái quả trứng nó lớn lên bên này. Cái vòi trứng này khó khăn vô cùng để nó bắt cái quả trứng bên này để nó thụ thai. Bên này nó cắt mất rồi. Đâu phải tháng nào tháng này có trứng bên này, tháng sau có trứng bên này đâu. Có khi nó trứng bên này miết thôi. Và cái cơ chế là 1 tháng người phụ nữ có 1 quả trứng lớn lên thôi. Nó không giống loài khác. Nói chung là mình sẽ gọi là chọn lọc đấy. Mình 1 tháng có quả trứng lớn lên thôi. Do đó bây giờ không có nhớ cái lời bác sĩ tư vấn trước đấy nữa, hoặc ai nói trước đó nữa. Bác Hạnh siêu âm hôm nay cho em kiểm tra tử cung buồng trứng cho em xong. Vết thương mọi thứ ok xong em về em thả bầu luôn từ ngày hôm nay cho bác Hạnh. Được chưa? Cái thông tin mới chưa? Khác hoàn toàn cái thông tin cũ em nghe chưa? Nếu em mổ lấy thai nha, hoặc em cắt nhân sơ tử cung ấy, mổ góc nhân sơ tử cung ấy, thì bác sĩ khuyên em là 1 năm rưỡi 2 năm có bầu. Đó là đúng. Còn bây giờ cái tử cung em nguyên vẹn mà, có ai động vào đâu. Hình dung chưa? Đây là vết mổ trên da này. Còn cái tử cung của em á, cái dạ con của em á, ở trong là nó không có vết mổ. Do đó cái chuyện thai em lớn lên nó giãn nở 10.000, 1.000 lần bình thường. Hình dung chưa? Nó không có ảnh hưởng vết mổ, không ảnh hưởng gì cả. Cho nên là khi mà mình mất một đứa con vì lý do thai ngoài đấy, mình đã đau lòng, mình mong chờ có một đứa con mới rồi. Sao lại còn phải bị chờ 2 năm nữa? Hình dung chưa? Không nhá, bây giờ có bầu luôn. Thấy cái thông tin này hữu ích cho em à? Quá hữu ích đúng không? Cái vấn đề mà em lo lắng thì được giải đáp rồi. Vấn đề là em đang mong con, sau bị bắt kiêng 2 năm. Chồng em có đang mong con không? Kiểu như là chờ có cũng được. Có nghĩa là bây giờ đang đứa trước là vì mong con mới có bị thai ngoài. Đúng không? Bị thai ngoài tử cung là cái điều đấy là xui. Xui nó mới bị thai ngoài. Còn lẽ ra nếu không phải thai ngoài thì có phải con em bây giờ cũng phải gần đẻ rồi không? 6-7 tháng rồi không? Đúng không? Mổ 5 tháng trước thì chuẩn bị em, lẽ ra em được bế đứa con rồi mà, đúng không? Đấy, cho nên là mình không phải là đi mổ xẻ giỏi mới gọi là bác sĩ giỏi đâu đấy. Cái thông tin mình đưa ra cho bệnh nhân chính xác mới là giỏi nha. Thả lỏng người này, đúng không bác Lộc? Ai mà để thai ngoài tử cung mà dám bảo người ta tư vấn 2 năm sau đau á? Ôi hơi đau gì. Thả lỏng, chị còn đầu giò chị chưa bỏ trong này. Đấy, không sao nhá. Đây là cái dạ con tử cung của em này. Hoàn toàn là không có vết mổ cái gì trên này cả. Bởi vì nó có nằm trong này đâu mà mổ. Thai ngoài mà. Nhưng mà trên siêu âm thì chị cũng không biết là cắt vòi trứng đâu. Bởi vòi trứng trên siêu âm không thấy được đâu. Chỉ thấy được 2 cái buồng trứng thôi nhá. Đấy. Em đang ở giữa chu kỳ kinh đấy. Đây là tử cung này, cái dạ con của em bình thường này ha. Nội mạc tử cung dày đấy. Cho nên là bạn bây giờ về bảo với chồng là bác Hạnh bảo để bầu luôn, đừng có sợ, không sợ vỡ vết mổ gì đâu. Vết mổ này vết mổ ngoài da thôi. Còn cái tử cung là hoàn toàn bình thường, không ai trọng động chạm đến nhá. Thả lỏng, thả lỏng. Đấy. Đây, 2 cái vùng trứng của em đấy, trứng nó còn nhỏ. Nó rụng mất rồi sao? Nó rụng mất quả trứng to rồi. Chắc hơn tuần nữa em có kinh cái gì. Ít gì cùng đồ này. Như vậy chỉ kiểm tra ổn rồi nha. Tử cung buồng trứng bình thường, không có u nang, không có u sơ ha. Vết mổ thì đây, vết mổ ngoài da thôi. Bình thường, không có bị nhiễm trùng, không có bị đau gì hết. Để thai nha. Uống axit folic cho bác Hạnh 1 viên 1 ngày trước khi mang thai 1 đến 3 tháng. Về nói chuyện với chồng cho chồng đả thông cái tư tưởng nha. Đấy, cứ sợ ảnh hưởng đến vợ rồi sợ ảnh hưởng đến vết mổ của vợ là không dám mang bầu. Bình thường nha, mang bầu bình thường. Tháng sau trễ kinh thử quay 2 vạch lên bác Hạnh khám, được chưa? Ok.